Tiếp theo, thêm một chức năng nữa mà Quỳnh thấy khá là ưng ý. Phòng trường hợp chúng ta có thể bật đột xuất phải ngừng việc nấu ăn lại để đỡ mắc công phải xét lại cài đặt ban đầu, thì chiếc bếp này còn có thêm chức năng tạm dừng Pause and Recall. Chỉ cần chạm vào phím Pause là bếp sẽ tạm dừng hoạt động đun nấu mà vẫn giữ nguyên mọi cài đặt. Muốn bếp hoạt động trở lại, bạn chỉ cần chạm một lần nữa vào phím là được. Để góp phần cho việc nấu nướng trở nên dễ dàng và nhanh chóng, những chiếc bếp điện hiện đại đã ra đời và chiếm được sự ưa thích của nhiều gia đình. Và để lựa chọn ra một chiếc bếp phù hợp có lẽ là điều khiến cho các chị em đau đầu đúng không? Vậy thì ngày hôm nay Quỳnh sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc bếp điện từ đôi đến từ thương hiệu Nagakawa này đây. Hãy cùng theo dõi đến hết video ngày hôm nay để xem sản phẩm lần này có phù hợp cho gia đình của mình hay không nhé. Hướng đến sự tiện lợi cho người dùng cũng như góp phần trang trí tiết kiệm cho không gian bếp nhà bạn, chiếc bếp điện từ đôi này được thiết kế để lắp âm phù hợp với mọi không gian bếp nếu như bạn đang có ý định nâng cấp cho gia đình một chiếc bếp hiện đại. Mặc dù là loại bếp chuyên dùng để lắp âm nhưng Quỳnh thấy chiếc bếp này còn có 4 chân đế giúp bếp có thể lắp nổi được, vì thế tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bạn có thể lắp đặt sao cho phù hợp nhé. Tiếp theo, bếp điện từ này có công suất tổng lên tới 4.400W, với vùng từ bên trái là 2.000-2.400W, vùng bên phải là 1.800-2.000W, giúp bạn chủ động nấu ăn tiện lợi nhanh chóng. Thêm vào đó, cả hai vùng nấu này có kích thước 22cm ở vùng từ trái và 20cm ở vùng từ phải, nên các bạn có thể chọn những loại nồi chảo có đáy nhiễm từ và có kích thước phù hợp để sử dụng bếp được hiệu quả đấy nhé. Tiếp đến là mặt đen tuyền của bếp, nhờ được làm từ chất liệu kính ceramic Kanger nên mặt bếp không chỉ chịu nhiệt, chịu lực, chống chảy sức tốt mà còn dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Với một chiếc bếp hiện đại như vậy thì phải sử dụng bảng điều khiển cảm ứng rồi đúng không các bạn? Với mỗi vùng nấu có một bảng điều khiển riêng biệt, thao tác trượt đơn giản, điều chỉnh 9 mức độ. Trong đó, vùng từ bên trái điều chỉnh công suất lên mức 2.000W, còn vùng từ bên phải điều chỉnh được tới mức 1.800W. Ngoài việc điều chỉnh các mức công suất để nấu nướng thì Quỳnh thấy chiếc bếp này còn có thêm một số chức năng khác nữa. Đầu tiên chính là chức năng booster nấu siêu nhanh, giúp đưa bếp hoạt động lên mức công suất cao nhất liên tục trong 5 phút với vùng từ bên trái là 2.400W và vùng từ bên phải là 2.000W. Và để kiểm tra chức năng này hoạt động hiệu quả như thế nào, ở đây mình đã đun sôi 2 nồi nước 1 lít với chức năng booster ở cả hai vùng luôn. Theo như Quỳnh quan sát được là bếp không bị chia công suất nên sau khoảng 1 đến 2 phút là nước bên vùng trái đã được đun sôi, còn nước bên vùng từ phải thì khoảng 2 đến 3 phút. Xem ra với thời gian đun sôi nhanh như thế này, lỡ đêm đêm mà có đói bụng thì chúng ta sẽ có ngay một tô mì tôm thơm ngon rồi, quá là nhanh chóng được không nào? Còn những lúc mà cần nhiều thời gian để nấu những món như là hầm, hấp hay là nấu canh, phải đứng chờ để tắt bếp thì quá là bất tiện luôn. Chưa kể với những lúc mà chúng ta có việc bận đột xuất mà quên tắt bếp thì không chỉ gây cháy hết thức ăn thôi đâu nha, mà còn có nguy cơ gây ra hỏa hoạn nữa. Và để tránh những trường hợp như thế thì chiếc bếp này còn có thêm chức năng là hẹn giờ tắt. Với thời gian hẹn lên tới 99 phút, bạn có thể an tâm nấu nướng với thời gian phù hợp mà không sợ thức ăn bị cháy khét. Tiếp theo, thêm một chức năng nữa mà Quỳnh thấy khá là ưng ý. Phòng trường hợp chúng ta có thể bật đột xuất phải ngừng việc nấu ăn lại để đỡ mắc công phải xét lại cài đặt ban đầu, thì chiếc bếp này còn có thêm chức năng tạm dừng Pause and Recall. Chỉ cần chạm vào phím Pause là bếp sẽ tạm dừng hoạt động đun nấu mà vẫn giữ nguyên mọi cài đặt. Muốn bếp hoạt động trở lại, bạn chỉ cần chạm một lần nữa vào phím là được. Tiếp theo, dành cho những nhà nào có em bé, để tránh các bé nghịch ngợm tay máy bấm lung tung thì chiếc bếp này còn được trang bị thêm chức năng khóa an toàn. Các bạn chỉ cần thao tác giống như Quỳnh đang làm là được nè. Cuối cùng là chức năng chế độ nấu tự động dành cho các món hầm. Bạn chỉ cần nhấn vào phím Steel là bạn đã có thể nấu các món hầm rất là tiện lợi luôn. Với những chức năng cơ bản vừa rồi thì chiếc bếp này sử dụng rất là dễ đúng không các bạn? Và hướng đến sự tiện lợi cho người sử dụng, theo như Quỳnh tìm hiểu được thì chiếc bếp này ngoài công nghệ inverter tiết kiệm điện, công nghệ tự động kết nối Nasins với máy hút mùi Nagakawa và hệ điều hành kép ra, thì chiếc bếp này còn có thêm một số tính năng an toàn khác như là tự ngắt sau 50 đến 60 giây nếu như không có nồi chảo nào được đặt trên bếp. Thứ hai là công nghệ cảm ứng đáy nồi, tự nhận diện vùng nấu nếu đặt dụng cụ không phù hợp lên bếp, lúc này bếp sẽ hiển thị lỗi E0 để nhận biết.
Tiếp theo là chế độ cảm ứng chống tràn. Khi mà trong quá trình nấu nướng, nước bị tràn lên bề mặt bàn điều khiển, lúc này bếp sẽ hiển thị lỗi ET, bạn chỉ cần lau khô và bật bếp sử dụng lại là được. Tiếp đến, bếp còn có thêm tính năng chống quá nhiệt. Khi bạn đặt nồi không lên bếp quá lâu, nhiệt độ lên khoảng 250 độ thì bếp sẽ báo lỗi và tự ngừng hoạt động. Ngoài ra, bếp còn có thêm tính năng kiểm soát thời gian đun nấu. Sau khi hoạt động liên tục trong 120 phút thì bếp sẽ tự động tắt. Và cuối cùng, đó là bếp có tính năng cảnh báo mặt bếp nóng với chữ hot được hiển thị ở trên màn hình LED, tránh trường hợp chạm vào gây bỏng cho người dùng. Vừa rồi là tất cả những gì về chiếc bếp điện tử đôi Nagakawa này. Sau khi trải nghiệm thì Quỳnh thấy chiếc bếp này sẽ phù hợp với nhiều gia đình bởi công suất và những chức năng mà nó mang lại. Nếu như bạn ở căn hộ, chung cư đang có ý định nâng cấp cho không gian bếp nhà mình thì có thể cân nhắc chiếc bếp này vì những tính năng an toàn của nó. Giá sản phẩm cũng phải chăng nên Quỳnh sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo nhé. Còn các bạn thấy sao về sản phẩm lần này? Hãy để lại bình luận ở dưới nha. Đừng quên hãy để lại một like và một subscribe trước khi rời đi. Bye!